buổi họp mặt tình thương. Lát nữa gặp lại. Chào mọi người, chào. Quý vị thiền tốt chứ? Tốt lắm ạ. Dạ, tốt. Có thể nghiệm nào tốt hơn không? Dạ có. Thiền thấy tốt hơn không? Dạ có. Tâm tịnh hơn ha. Ngày đầu tiên có lẽ hơi khó khăn một chút, nhưng ngày thứ hai khá hơn, hôm nay càng khá hơn. Anh Vương đâu rồi? Lại không có đây à? Nhà hàng của anh ra sao rồi? Cả hai người đều ở đây. Thì nhà hàng làm sao? Dạ, vẫn mở. Vẫn mở hả? Dạ, có người trông coi hả? Hôm nay đóng cửa à? Hôm nay đóng cửa à? Nhưng mấy ngày nay đều mở à? Dạ có, thường thì giờ này là mở rồi. Thì đúng rồi, nhưng quản lý như thế nào? Vẫn ổn chứ? Tốt lắm ạ. Họ muốn ở tới Chủ nhật đấy. Không vấn đề gì ạ. Con muốn cảm ơn tất cả đồng tu. Rất hoan nghênh quý vị đến Malaga. Con muốn cảm ơn họ. Được. Trung tâm này là của tất cả chúng ta, không chỉ của con hay đồng tu tại Malaga mà là của cả thế giới. Dĩ nhiên, nhưng quý vị có đủ tiền để nuôi họ không? Không thành vấn đề ạ. Con chỉ có một thỉnh cầu. Nếu tất cả đồng tu có thể đóng góp một chút thì tuyệt. Chúng con không muốn lấy tiền sư phụ. Hy vọng mỗi đồng tu sẽ không bắt buộc. Nhưng chúng ta nên trả tiền thức ăn. Không ạ. Con nghĩ đồng tu nên tự trả tiền cho bản thân. Họ có trả. Con không muốn lấy tiền sư phụ. Tốt lắm, tốt lắm. Dạ, cảm ơn sư phụ. Không đủ thì cho ta biết. Dạ không. Nếu không đủ thì nói cho ta biết. Đồng tu chúng con sẽ đóng góp. Anh biết tôi sẽ làm gì không? Không sao. Cảm ơn ngài. Cứ đuổi họ ra thôi. Cảm ơn sư phụ. Không, tôi nói giỡn thôi. Ta hỏi anh ấy. Xin lỗi sư phụ. Con xin nói vài lời. Nói đi, anh viết xuống chưa? Con đã viết ra đây. Tôi chỉ nói với anh ấy nếu không có đủ tiền mua rau. Anh ấy nên cho tôi biết, và rồi tôi sẽ đuổi quý vị ra. Thưa sư phụ, con xin nói vài lời. À, con có viết ra đây. Cách đây một năm, con thành tâm mơ ước là sư phụ sẽ có một thiền đường ở Malaga để tiện cho các đồng tu ở Âu Châu. Con cầu Thượng Đế gia trì, và sư phụ đã làm mọi việc. Cuối cùng hôm nay, điều mơ ước của con đã thành sự thật. Tốt, tốt. Con xin cảm ơn sư phụ và tất cả các đồng tu. Tốt, tốt. Không có chi. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn tất cả quý vị. Quý vị vất vả quá. Đồng tu Tây Ban Nha vất vả quá. Còn một chuyện khác, con xin cảm ơn sư phụ. Đồng tu chúng con tại Malaga, tất cả những ai giúp đỡ đều làm việc rất vất vả. Xin cảm ơn. Nhất là 7-8 đồng tu đó, rất nhiều việc. Cảm ơn quý vị. Họ tân trang và còn trồng cây nữa. Con định xây một công viên ở đây và trồng nhiều cây cối, bao phủ cả nửa trung tâm. Đây là ước muốn của con. Chúng con sẽ làm từng bước một. Chúng con sẽ đóng góp bất cứ gì có thể. Nơi này thuộc về đồng tu Âu Châu. Con hy vọng có thể làm cách này. Mùa đông ở đây trời 10 độ. Khi lạnh nhất cũng chỉ 10 độ thôi, không lạnh lắm. Khi lạnh nhất là bao nhiêu độ? 10 độ ạ. 10 hay 8 độ, và lạnh nhất là tháng 12. Thời gian tổ chức bế quan tốt nhất là tháng 12. Dạ, không lạnh. Thời tiết dễ chịu giống như hôm nay. Được, cảm ơn sư phụ. Mình nói chuyện đó sao? Dạ, cảm ơn sư phụ. Đợi tới khi tôi có thể trở lại. Anh ấy nói là ở đây mùa đông, khoảng 8 hay 10 độ C. Anh ấy nói không lạnh. Quý vị có thể tới đây thiền. Vẫn đỡ hơn mấy nước khác. Một số nước khác ở Âu Châu lạnh hơn. Được rồi, tôi ở đây để quý vị có muốn hỏi gì thì hỏi. Dạ, dạ, nói đi. Kính chào sư phụ. Con rất là đội ơn sư phụ. Kính chào bác. Chút nữa, con sẽ trở về nước Áo. Ồ, con đội ơn sư phụ muôn đời. Vì sư phụ đã ban cho chúng con tình thương vô bờ bến. Ừ, con nói nhiều đó, sư phụ hiểu giùm con. Rồi, được. Dạ, chúc bác vạn sự an. Chúc bác cũng như vậy. Bác đi về mạnh giỏi, bình an. Nhé, người kế. Làm ơn để ta yên. Ta đang làm việc, trời ơi. Không có thời gian vuốt ve. Sư phụ, con không nói tiếng Anh giỏi. Và con không biết...
Là có sư tỷ người Brazil nào có thể... Ừ, họ có, anh cứ nói đi. Người Bồ Đào Nha, tiếng Bồ Đào Nha. Anh ấy đây, cạnh con. Được, thấy thì tốt. Câu hỏi của con là... Nói tiếng Bồ Đào Nha. Con xin lỗi, anh nói anh không biết tiếng Anh mà. Con xin lỗi. Câu hỏi của con là nguyên nhân gây chướng ngại cho con là gì? Anh ấy muốn hỏi nguyên nhân gây chướng ngại cho ảnh. Anh ấy dường như gặp nhiều khó khăn. Nói lớn hơn được không? Dạ, anh ấy dường như gặp chướng ngại. Không thể tập trung. Cái gì? Cái gì? Anh muốn biết nguyên nhân. Rất chậm. Nguyên nhân là gì? Anh ấy biết không? Con xin phép nói về thể nghiệm của con từ khi tỏ tâm ấn. Anh ấy xin hỏi ngài, anh ấy có thể nói về thể nghiệm từ khi tỏ tâm ấn không? Không cần. Hỏi anh ấy chướng ngại là gì? Con không thấy ánh sáng thiên đàng nội tại, chỉ nghe được âm thanh thiên đàng nội tại 4 lần. Con không biết chính xác nhạc cụ nào hoặc có nghĩa đẳng cấp nào. Hiểu, anh chỉ cần lắng nghe âm thanh đó là được. Anh không cần, nhưng con chỉ nghe được 4 lần. Bây giờ con không nghe gì cả. Chỉ cảm thấy chấn động lực ở phía bên phải. Như vậy cũng được. Vậy cũng tốt. Chấn động lực là tốt. Nhưng con bị chướng ngại. Chướng ngại gì? Con không thấy ánh sáng thiên đàng nội tại và không nghe âm thanh thiên đàng nội tại. Vậy anh thấy gì phía trước? Khi anh nhắm mắt lại, phía trước là gì? Là màn tối ạ. Tối có chuyển động không? Chuyển động một chút, như mây đen không? Không ạ, màn đen thôi ạ. Chúc mừng, anh ở đâu vậy? Được, anh lên phía trước đây và ngồi đây. Nếu anh không nghe được âm thanh thiên đàng nội tại, nhưng có chấn động lực thì cũng ổn rồi, hiểu không? Ngồi đó đi. Con nghe chấn động lực bên phải. Ừ, như vậy rất tốt. Bên trái không có chấn động lực. Thế là tuyệt rồi. Ngồi dưới đó. Và khi anh... Chỗ nào cũng được. Anh có thoải mái không? Có cảm thấy mệt hay nóng? Bất cứ gì không? Có phải đó là lý do làm anh không thể tập trung? Nếu nóng quá thì anh bỏ vớ ra. Quần áo của con rất nóng. Nhưng con không có bộ khác. Bỏ vớ ra. Vớ chính là thứ làm anh nóng. Ai không thích nóng thì bỏ vớ ra nhé. Khi chân ấm, toàn thân sẽ ấm. Nên mùa đông quý vị cần mang vớ. Rồi, bây giờ, khi anh ngồi, anh hãy bỏ xuống hết tất cả. Nếu có vấn đề gì đến, anh nói à, để lát nữa. Anh tự nhủ bên trong và tập trung từ bên trong não bộ, bên trong tâm trí anh, ở đây. Và nhắm mắt lại, đừng lo lắng về bất cứ gì. Có vấn đề gì thì để hồi tính sau. Giờ không được làm gì cả, anh phải thiền. Và lát nữa, cho tao biết chuyện gì xảy ra. Câu kế, đóng tâm trí lại, đừng nghĩ, đừng nghe. Thưa sư phụ, con tâm ấn 10 năm nay, nhưng mà con quá ánh sáng thiên đàng nội tại thì con chỉ thấy ánh sáng thôi. Nhưng không thấy cảnh giới hay gì hết à. Thế thì con xin sư phụ hướng dẫn cho con. À, không sao, thấy ánh sáng thiên đàng nội tại là cũng được rồi, mỗi người mỗi khác, hiểu chứ? Dạ, thế liệu con có thể vào một ngày nào đó con có thể nhìn thấy một cái gì nó... Mỗi người có mỗi nghiệp chướng khác nhau. Đừng có ngồi đó hy vọng hoài, càng hy vọng càng không có. Cứ tự nhiên nhé, cứ ngồi đó mà nghĩ hoài là nó chặn mình, hiểu không? Dạ, con cảm ơn sư phụ. Mình phải ngồi tự nhiên chứ đừng có kỳ vọng gì hết, hiểu chưa? Thưa sư phụ, con muốn được giúp làm việc. Làm gì? Ngôn ngữ gì? Con nói tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Tiếng Pháp dở thế nào? Và tiếng Tây Ban Nha thì thế nào? Tiếng Anh dở ra sao? Con thông dịch từ tiếng Anh sang tiếng Pháp. Còn tiếng Tây Ban Nha thì trung bình.
Dạ. À. Tôi sợ quá rồi. Đừng có nói với tôi. Vì mỗi khi quý vị muốn làm cái gì là tôi phải trả giá đắt lắm. Nếu cô muốn giúp thì không cần phải hỏi tôi. Hỏi nhóm người ở đó coi họ có cần cô không. Dạ, cho họ biết sơ lược cá nhân. Như tiếng Anh giỏi thế nào, đánh máy giỏi ra sao, nhanh thế nào. Ví dụ vậy, có nhanh không? Dạ, nếu họ vẫn cần thông dịch tiếng Anh và tiếng Pháp thì họ sẽ nói, được, cô có thể tới, vậy nhé. Cảm ơn sư phụ, tôi không nói nữa. Và nếu không có tiền thì đừng hỏi xin tôi nha. Buồn cười thật. Tiền bạc là thứ buồn cười. Tiền đôi khi thay đổi con người bởi vì nghiệp chướng. Cho nên, tốt hơn là quý vị tự lo cho mình. Nếu có gì tôi cũng cho. Không phải là tôi không cho được, nhưng quý vị sẽ không có đủ phước báo. Tốt hơn là tự kiếm cho mình, tạo công đức cho mình nhé. Nếu quý vị thật sự không còn cách nào thì tôi luôn luôn cho. Nếu quý vị khó khăn thì hỏi tôi. Nhưng nếu quý vị tự lo lấy được thì xin tự lo lấy. Và quý vị đi đâu đến bất cứ trung tâm nào hãy bỏ tiền ăn vào thùng tiền ăn nhé. Không cần phải cúng dường gì cả. Chỉ cần trả tiền ăn là được rồi. Chúng tôi không yêu cầu cúng dường chi hết. Nhưng thí dụ, nếu quý vị tới đây, có lẽ không có nhiều đồng tu ở đây. Và họ cũng phải đi làm, kiếm sống như mình. Cho nên đi tới trung tâm nào, tôi cũng bỏ tiền vào thùng tiền ăn. Tôi đưa nhiều hơn là tiền ăn, nhưng đó là tôi. Còn nếu quý vị không có tiền, thì khỏi phải đưa thêm. Nếu có tiền thì bỏ tiền ăn vào đó nha. Mình phải tự lập nhé. Mỗi lần nhờ ai chở tôi, nếu đó không phải là xe của tôi, và nếu tôi không phải là người trả tiền xăng, thì tôi luôn đưa tiền để trả tiền xăng. Nhiều hơn một chút. Dĩ nhiên là có đồng tu chở tôi đến trung tâm, ở đâu đó, tại một quốc gia khác, và họ nói, dạ thôi, được rồi, sư phụ, con rất vinh dự được chở sư phụ. Tôi nói, vinh dự thì được, nhưng tiền thì tôi phải trả. Làm vậy để lỡ trường hợp mà vị đồng tu đó vì hăng hái phục vụ cho tôi mà họ phải gánh nợ gì đó, có thể họ bỏ việc làm chỉ để chở tôi, không phải chỉ họ phải trả rất nhiều thứ. Tôi không phải chỉ có tâm linh thôi mà cũng thực tế nữa. Quý vị phải trả tiền nợ nhà, tiền bảo hiểm xe, nhà cửa, tiền điện thoại, đủ thứ. Quý vị khỏi cần trả cho tôi. Không cần. Tôi tự trả lấy được. Cho nên nếu làm được gì thì quý vị làm. Nếu không được, dĩ nhiên thì quý vị phải bảo đảm anh đồng tu kia không phiền lụy người nhà và chính anh khi phục vụ cho quý vị. Phục vụ là việc rất tốt, nhưng cũng phải bảo đảm mình có đủ phương tiện để phục vụ mà không phiền lụy người nhà và chính mình. Bởi vì như vậy là không tốt. Không tốt. Chúng ta phải tự lập. Người kế. Con có thông tin. Có lẽ khiến nhiều người nên quan tâm về sức khỏe. Thông tin này không được biết vì đi ngược lại sự tin tưởng của các hệ thống dược phẩm và y khoa. Nó tăng cường hệ miễn nhiễm. Và có thể làm cách nào? Đó là về magie larua. Nó là cái gì? Magie larua. Để uống sao? Dạ, để uống. Dạ, đây là một loại bột được bán trong các tiệm thuốc Tây, không đắt tiền chút nào. Từ một âu kim có thể pha một lít và nên uống khoảng nửa ly mỗi sáng. Nhưng nếu đã có vấn đề về sức khỏe thì uống thêm một chút. Uống thêm một chút và thường xuyên hơn trong ngày. Có đúng là có hiệu quả không? Dạ vâng, có hiệu quả cho tất cả mọi người. Vâng, cũng là cho động vật nữa. Nó hiệu quả đối với những vấn đề giống như là cúm. Ví dụ, nó hiệu quả cho bệnh chikungunya, là loại bệnh cúm đang hoành hành ở hải đảo Réunion.
Nhưng chắc chắn cũng có thể chống lại cúm gia cầm bằng nhiều cách. Đối với nhiều vấn đề sức khỏe, cảm lạnh, bệnh viêm phế quản này kia, nó phải được dùng để phòng ngừa. Hoặc bằng không, từng chút một, mỗi ngày, dạ mỗi ngày và có hiệu quả vô cùng. Có phải như một loại vitamin? Dạ không phải vitamin. Vị nó khó uống, nhưng mình có thể cho thêm vài giọt chanh vào, và nó không tốn kém gì mấy. Với một ao kim thì mình có bột cho 3 tuần. Ồ, vậy thì rẻ quá. Nhưng chúng ta không nên nói nhiều về nó, bởi vì một khi người ta biết đến, thì sẽ khó mà mua được. Hả? Dạ, đó là trường hợp của bệnh chikungunya trên hải đảo Đi Dương Nhân. Khi người ta biết được, thì lập tức họ làm, chúng ta không thể tìm thấy tại tiệm thuốc nào đó nữa. Vậy không tìm thấy thì mình sẽ làm gì? Mình phải làm kín đáo, nên mua một cách kín đáo, mua kín đáo. Nói cách khác, đừng nói nhiều về nó. Lý do chúng con mua nhưng không nói. Chợ đen à? Dạ không, nhưng đừng nói lý do mình uống. Thế thôi. Nhưng cô có thể mua kín đáo loại này ở đâu? Tại tiệm thuốc Tây à? Kín đáo tại tiệm thuốc Tây? Dạ. Có tiệm thuốc kín đáo không? Dạ, bởi vì chúng ta không được nói lý do uống nó. Ồ, mình phải nói như vậy với... Không nói lý do uống. Tốt hơn không nên nói ạ. Nhưng không nói lý do uống loại đó. Thì làm sao mà mua? Không nói gì làm sao mua được. Chúng con chỉ hỏi mua magie Laurua. À, hay quá. Ví dụ cho động vật, cho chó. Con biết một trường hợp mà chó... Cô đã uống thử chưa? Dạ rồi, rồi ạ. Và có hiệu quả không? Dạ, có hiệu quả rất tốt. À, hiệu quả rất tốt sao? Nó đã được biết đến từ lâu lắm rồi. À, cũng lâu, lâu lắm rồi. Và đối với động vật, con biết một trường hợp. Một bạn chó bị rắn cắn. Bạn con lập tức dùng ống tim bơm magie Laurua vào miệng chú và chú không chết. Trong khi vết đốt, vết cắn là chí tử. Vâng, nhiều người biết đến nó. Thế thôi. Tuyệt vời. Nhưng rắn đó có độc không? Dạ, đó là rắn hổ lục. Nguy hiểm hả? Dạ, dạ. Rắn hổ lục lớn cỡ nào? Dạ, con không biết, nhưng chú chó còn nhỏ. Được rồi, hiểu. Thế đó. Chúng ta có thể thử hay sao? Dạ. Cô có đem theo bây giờ không? Không ạ, à, con không đem, con quên, nhưng mình cũng có thể tìm mua được tại tiệm thuốc Tây ở Tây Ban Nha. À, dạ, khắp nơi sao? Dạ, Laurua gì? Magie Laurua. Con không biết tiếng Tây Ban Nha hay tiếng Anh là gì, nhưng... À, Magie Laurua. Nhà nông cũng dùng ạ. Trước đây nó được dùng cho vật nuôi, cho bò để điều trị các bệnh của bò. Ô, vậy à? Dạ, đúng vậy. Cô viết ra đây, và lỡ như có người muốn, họ sẽ thử. Dạ, đó, vậy thôi. Dạ. Cô viết ra nhé. Rồi, người kế. Cô ấy giới thiệu thứ gì đó như Laurua de Magnesium. Cô ấy nói nó rất tốt cho phòng ngừa và ngay cả... Cô ấy nói có chú chó bị rắn hổ lục cắn. Và rồi người bạn lập tức cho chú thứ thuốc này và rồi chú chó không chết. Dạ, đây ạ. Cô luôn dùng nó sao? Dạ không, ai cần thôi, như bị cảm lạnh. Cảm lạnh và rồi nó giúp chữa bệnh này. Hết cảm lạnh hả? Dạ. Thật vậy à? Anh ấy là ai? Con không biết. Thật sao? Có cảm nặng không hay chỉ một chút? Cũng dùng cho cúm nữa. Cũng dùng cho cúm nữa ạ. Dạ, dạ đúng. Ồ, thật vậy sao? Tất cả mọi vấn đề. Ồ, thật sao? Nhưng mình phải uống. Ít ít từ từ, bởi vì nó là từ từ. Dạ, bởi vì nếu mình uống quá nhiều một lúc, thì có thể bị tiêu chảy. Phải. Cô ấy nói mình phải uống ít ít trước. Nếu uống quá nhiều, có thể bị tiêu chảy. Cô ấy nói, chỉ uống một phần tư gói lúc đầu, phải không? Dạ, lúc đầu. Và nếu uống xong mà thấy tốt thì mình có thể uống tiếp. À, hiểu, cô ấy là người áp dụng liệu pháp thiên nhiên. Cô ấy nói nếu mình uống loại này. Đây là tên của nó. Laurua de Magnesium. Magie Laurua.
Và cô ấy nói, nó giúp chữa hầu hết mọi thứ, từ cúm đến cảm lạnh thông thường. Và cả chữa rắn độc cắn. Cô ấy vừa cho ta biết như vậy. Cô ấy nói nếu muốn uống chỉ uống một phần tư trước để xem mình có thích ứng hay không. Và nếu ổn thì mình tăng liều cho phù hợp. Nhưng không có hướng dẫn nào ở đây phải không? Dạ không. Không có hướng dẫn cách sử dụng. Con có viết ra giấy ạ? À, đúng vậy. À, được. Cũng hiệu quả cho những bệnh nặng. Ví dụ như bệnh lao. Ồ, thật sao? Bệnh uống ván, một bác sĩ người Pháp. Bác sĩ Neville. À, nó cũng hiệu quả cho bệnh nặng như bệnh uống ván, bệnh lao, bệnh bạch hầu. Thật vậy sao? Dạ đúng vậy. Và một bác sĩ người Pháp đã phát hiện ra nó. Bác sĩ Neville, đó là ông đã qua đời và đúng vậy, và khám phá ra đã nhiều năm rồi. Ông chứng minh nó hiệu quả, nhưng nó không được biết đến, bởi vì đó là loại thuốc đơn lẻ rẻ tiền, nhưng chữa hầu như mọi bệnh. Ờ, cô không cần nói. Các tiệm thuốc có thể không nên nói lý do, nổi giận. Dạ, nhưng sự thật là vậy. Mình không nên nói nhiều về lý do mình uống nó. Hiểu. Mình phải nói cần dùng cho động vật. Ví dụ vậy. Được, chúng ta không nói gì hết. Thế thôi ạ. À. Cô ấy nói nếu muốn đi mua loại thuốc này, đừng nói mua để làm gì, chỉ mua thôi. Có thể nói dùng cho động vật hay gì đó. Bởi vì một bác sĩ người Pháp đã phát hiện ra và chứng minh rằng nó tốt cho, cô ấy nói tốt cho mọi điều. Dạ phải, nhưng nếu quý vị nói ra, đây là một bí mật, nên không thể nói điều này cho tất cả dược sĩ, bởi vì chỉ một loại thuốc mà chữa bá bệnh, như vậy không tốt. Hiểu ý tôi không? Không tốt cho ngành công nghiệp. Thưa đây ạ, tốt hơn nên giữ im lặng, cô ấy nói như thế. Đây ạ, à. Dạ đúng, nó tăng cường hệ miễn dịch. Cô ấy nói nó sẽ tăng cường hệ miễn dịch của mình. Vì thế, hệ miễn dịch của mình sẽ chống lại bệnh tật. Chấp nhận rủi ro thì cứ thử, tôi chỉ thông dịch thôi. Vấn đề duy nhất là những người mà không được dùng quá nhiều muối. Không dùng gì? Bởi vì nó là muối. À ha, clorua là muối sao? Nó là magie. À ha, nó là clorua. Những người không được ăn quá nhiều muối thì không nên uống nó nhiều quá. Khi mình uống thuốc này thì không nên có quá nhiều muối trong thức ăn. Dạ, cho những người có vấn đề. Rồi cô ấy dặn một điều này. Bởi vì đây là một loại muối, muối magie. Vì vậy, nếu uống thuốc này, mình không nên ăn thức ăn có quá nhiều muối. Vì như vậy là ăn quá nhiều muối. Xong rồi, cô. Thưa sư phụ, hôm qua Ngài nói với chúng con, Ngài xây một tấm chắn vô hình bảo vệ xung quanh. Khi Ngài cho chúng con món quà, và người ngoài không thể nghe được, nên con muốn biết điều gì xảy ra với linh hồn trong bụng. Bởi vì con mang thai, và con muốn biết liệu em bé không sao, không sao. Bé nghe được hay không nghe được ạ? Được. Được ạ, nghe được. Nhưng linh hồn em bé không phải lúc nào cũng ở trong đây. Linh hồn đến và đi, đến và đi. Dạ vâng, linh hồn không phải lúc nào cũng ở trong bụng cô. Dạ, nhưng liệu bé có... Hả? Liệu bé cũng được Ngài ban phước và cũng có thể ở đây với Ngài hay phải ở bên ngoài? Họ có lúc đến, có lúc đi. Nếu lúc đó bé ở trong bụng thì bé nghe được. Nếu lúc đó bé không có đó thì bé không nghe được. Dạ, cảm ơn sư phụ. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Tôi không biết khi nào em bé của cô đến. Bé có tự do của bé. Dạ. Tôi không yêu cầu linh hồn đó đến, cũng không yêu cầu linh hồn đó đi. Nhưng có điều với cái thai là linh hồn đến thăm thai nhi. Thỉnh thoảng vào bên trong chứ không đến hoài và không ở 9 tháng trong bụng của cô đâu. Có thể ở bên ngoài và điều khiển từ xa. Đá chân và ngọ nguậy biết không? Điều khiển từ xa. Linh hồn không cần ở trong đây. Tối om. Nói đi. Thưa sư phụ, hôm qua Ngài nói với người Trung Hoa là nếu trẻ em không thiền nhiều giờ được thì cũng không sao.
Bởi vì họ là trẻ em. Bây giờ trong nhóm của chúng ta, có một số cha mẹ và con cái của họ hầu như không thiền chút nào. Chỉ khi nào gặp rắc rối mới thiền. Và chúng con thắc mắc nếu không, không phải như thế. Ý tôi nói đôi khi các em không ngồi lâu được, thì quý vị đừng ép các em quá. Bảo họ nhẹ nhàng thôi, hiểu chứ? Bởi vì họ là trẻ em nên đừng ép họ quá. Hiểu không? Dạ hiểu. Nhưng bảo họ ráng thiền được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Chứ không chỉ khi gặp rắc rối, không được, lúc đó sẽ quá muộn. Và nếu họ không muốn thiền nhiều thì không, không, họ phải thiền, họ nên thiền. Bằng không, thọ tâm ấn có ích gì? Dạ. Khuyến khích nhưng không khắt khe, không ép buộc họ như người lớn. Dạ, bởi vì họ là trẻ em, họ không hiểu nhiều nên con nói dịu dàng rằng, tại sao các con nên thiền? Dạ. Nói sư phụ sẽ rất hài lòng nếu các con thiền nhiều hơn và phát triển trí huệ của mình. Và rồi các con sẽ thông minh hơn, dễ thương hơn và mọi người sẽ quý mến các con hơn. Sau này các con sẽ thành công hơn, sẽ trở thành người tốt hơn. Dạ, nhưng nếu các em không sẵn sàng cho việc thiền, nếu chúng không còn nhỏ nữa, thì chúng không thể đến cộng tu, phải không ạ? Không, nếu đã 16 tuổi, họ nên đi cộng tu. Nhưng nếu họ thiền thì mới được đi. Nếu họ thiền tốt. Dạ, dạ, cảm ơn sư phụ. Vậy công bằng cho mọi người. Nhưng chính các em phải tự muốn thọ tâm ấn. Họ phải hiểu lý do và những điều liên quan. Quý vị đừng ép các em. Bởi vì nếu quý vị ép họ chống lại, họ không muốn nghe. Người kế, ở đây hay đó. Dạ, thưa sư phụ, con vừa có một thông tin cho ngài. Nếu ngài cần tư vấn thú y về thú cưng của ngài, một đồng tu là bác sĩ thú y vừa mới đến. Cho nên nếu ngài cần. Không, không, tôi không cần. Không cần bây giờ, cảm ơn. À, anh ấy là ai? Dạ, chị này đây, sư tỷ. Tôi có biết mọi thông tin rồi, chắc không phải bây giờ. Cảm ơn anh. Ý anh là gì? Tôi cần lời khuyên từ bác sĩ thú y à? Mấy chú chó không bị bệnh hay gì hết. Ý anh là cho những thứ như vậy. À, được. Ở đâu? Cô ấy sống ở đâu? Ở Ba Lan ạ. À? Ba Lan. Dạ. Nếu cần, chúng tôi liên lạc với anh. Dạ. Cảm ơn cô. Còn ai nữa không? Nhưng không phải về bệnh tật hay gì hết. Có ai đưa cho tôi miếng nam châm hay gì đó đây? Kính chào sư phụ. Đây là lần đầu tiên con tham gia bế quan. Cái gì cơ? Đây là lần đầu tiên con tham gia bế quan à? Vậy sao? Và con cảm nhận tấm chắn bảo vệ ngay lập tức. Và không có gì có thể theo sau. Không gì có thể thâm nhập vào đây. Và con ngạc nhiên ngay từ đầu là thiền dễ làm sao. Đêm qua con còn thư thái hơn nữa. Và con không thể ngủ chút nào nên con thiền. Hôm nay mắt thứ ba mở. Nó đã không mở như thế một thời gian. Con lại vui hưởng cánh đồng hoa. Và con cũng thấy gì đó. Một kịch bản mà con đọc. Con đọc và cố nhớ. Rồi con nhớ được. Nhưng rồi khi con tỉnh dậy, con không nhớ gì hết. Việc này sẽ ra nhiều lần. Khi tỉnh dậy, cô không nhớ. Cô chỉ biết mọi thứ đều sinh động rõ ràng, nhưng con không nhớ gì hết. À, tôi hiểu. Như thế con có tiến bộ không? Tiến bộ tâm linh. Có gì không ạ? Cô nghĩ sao? Con nghĩ là có, nhưng con kỳ vọng nhiều hơn thế. Cảm ơn nhiều. Cô thọ tâm ấn chưa bao lâu mà kỳ vọng rất nhiều. Thậm chí không nhớ lấy một câu. Tôi có nên nhớ giùm cô không? Thôi được rồi, cô tiến bộ. Rất tốt rồi nhé. Cô có tiến bộ. Cảm ơn sư phụ đã ban món quà. Không có chi và cảm ơn sư phụ về mọi điều. Không có chi. Kính thưa sư phụ, cái ánh sáng thiên đàng nội tại mà giống như đèn flash. Là cảnh giới thứ mấy vậy sư phụ? Đèn gì? Đèn flash, đèn chụp hình đó, sư phụ. À, cảnh giới thứ mấy? Hồi truyền tâm ấn. Không có nói hả? Dạ không. Dạ không. Không có nói về đèn flash. Mà nói là, bây giờ hỏi chi vậy ha? Dạ, cảm ơn sư phụ. Hỏi cho người ta biết mình ở cảnh giới thứ mấy hả? Cái đó không cao gì lắm đâu nhé. Đừng hỏi. Người kế.
Kính chào sư phụ. Chào. Con xin cảm ơn sư phụ là hôm trước Ngài đã kể chuyện về vị minh sư bị sát hại. Anh thích sao? Dạ không ạ, con rất cảm động. Và con cảm ơn sư phụ vì đã làm con cảm động đến vậy. Bởi vì con nghĩ chuyện đó giúp con nhận ra là con đã khóa cảm xúc của mình như thế nào trước sự đau khổ trên thế gian của những người khác. Ngài có thể nhớ ra tên của vị minh sư đó không ạ? Để làm gì? Bởi vì có lẽ con có thể đọc thêm về vị đó. Tôi không có ở đây, không ạ, nhưng có lẽ lần sau. Cảm ơn sư phụ. Tôi không có cuốn sách ở đây. Ban đầu tôi không có ý định kể chuyện đó, quá kinh hoàng. Tôi lập tức ném cuốn sách đó đi. Nhưng sau đó tôi nghĩ có lẽ có thể giúp một số quý vị và có giúp thật. Vậy thì tốt. Tên không quan trọng. Ồ, chuyện đó hình như là chuyện từ xứ người Sufi. Tôi đoán cộng đồng Hồi giáo nào cũng có sách đó. Dạ, bằng tiếng Anh. Hay anh có thể đến bất kỳ tiệm sách nào và tìm ở khu sách tâm linh. Bất cứ gì về giáo phái Sufi. Truyện từ xứ người Sufi, đại khái vậy. Được chứ? Dạ, cảm ơn Ngài. Đó là tên sách. Con cũng có một câu hỏi. Tôi nghĩ nó được Shambhala xuất bản. Dạ, tôi không chắc nữa. Rồi, nói tôi nghe. Con có một câu hỏi về món quà. Không biết con có thể hỏi không? Được. Ngài có thể nói món quà là sự miêu tả về một vị Phật không? Không phải. Dạ. Đó là sự miêu tả về quý vị. Dạ, nhưng ý con là nói về Phật tánh. Dạ, cảm ơn sư phụ. Không có chi. Trong trường hợp đó, quý vị là Phật. Tất cả quý vị. Đó là sự bảo vệ lớn nhất mà quý vị có thể có. Người kế bên này. Thưa sư phụ, con ngồi quán sáng thiền đàng nội tại. Con nhìn thẳng vào mắt trí huệ nhưng không có cái gì đó ở trước mắt trí huệ mà không thể nào nhìn được ra. Vậy tiếp tục đi nhé. Dạ. Thưa sư phụ, lúc nãy một sư tỷ hỏi điều gì đó về trẻ em, con xin hỏi liệu có được phép. Đôi khi con cái trong nhà con, các cháu muốn xem màn hình của sư phụ. Các cháu muốn xem màn hình của sư phụ và đôi khi cháu nhỏ nhất muốn ngồi trong lòng con khi con thiền. Con không thiền âm thanh thiền đàng nội tại gần bé bởi vì bé mới 2 tuổi rưỡi. Chưa tâm ấn có được không ạ? Ngồi trong lòng cô và xem truyền hình. Dạ không. Bé ngồi trong lòng cô, không sao. Ngồi trong lòng con khi con đang thiền ạ, không sao. Dạ. Nhưng như vậy thì cô không thể tập trung tốt lắm. Nên tốt hơn là không, không nên thường xuyên. Thỉnh thoảng thì được. Chứ đừng thường xuyên. Nếu không cô mất thời gian của mình. Dạ, kính thưa sư phụ. Trong vô hình, thế giới tâm linh. Con thấy sư phụ với con, thấy sư phụ với con là một. Tuy nhiên trong thế giới hữu hình, con vẫn thấy sư phụ, con vẫn thấy sư phụ và con là hai. Vì đó con khát vọng. Lúc trước con vô minh. Lúc trước con vô minh, con đi lạc đường. Bây giờ được sư phụ dẫn dắt về nhà. Con rất mong muốn và khát vọng này từ lâu. Con muốn được một lần trong vòng tay yêu thương của đấng từ mẫu. Ôi trời ơi, mẹ hiền muôn loại. Lại đây, trả nợ cho rồi. Đến đây. Thưa sư phụ, con thương Ngài. Tôi cũng thương anh. Xin đừng quên con, sư phụ. Con thương sư phụ nhiều lắm ạ. Tôi không quên anh. Đây, cảm ơn sư phụ. Anh là một cậu bé rất ngoan. Con trai ngoan. Con giống như em bé. Anh là bé bự của tôi. Kính thưa sư phụ, con vừa thiền xong, con có cái thiền nghiệm sung sướng quá, con muốn xin trình bày với sư phụ có được không ạ? Ok. À dạ, con cảm ơn ạ. Chắc có lẽ con tu hành khó khăn nhất là thời gian đầu á, cho nên là con nghĩ sư phụ luôn luôn thương con và bao bọc con.
che chở con, cho nên là con thường xuyên được sư phụ gia trì cho con trong những lúc thiền con khó khăn, con chui vào toilet hoặc là chui vào bếp thiền, ông xã nhà con cứ rình rình để vào đạp con hoặc là ấy con, thì con có hôm là con chốt toilet lại con thiền, thì con cứ thiền đêm ngày thì con không đi làm không có thời gian, nhưng mà đêm con thiền á thì con có một hôm con mệt quá con ngủ ấy, con chốt trái toilet lại con thiền thì thấy giọng sư phụ sang sảng, Hạnh ơi dậy thiền, thế là con dậy và từ đấy là con không ngủ đêm nữa, và đêm thì con cứ thiền suốt 10 năm nay là con cứ thiền hầu hết là đêm. Thế mà lúc sáng đây á con ngồi thiền thì con say sưa như thế, con thấy sáng choang cả cái nhà này, xong khi là sư phụ hiện ra và lại rất xin lỗi là con nói thiền nghiệm mà phụ đưa cho con một suất cơm và lại đưa cho con cả telephone, bảo đây là telephone của ngài. Thế là con sướng quá, con bật khăn lên con gọi cô này, bảo sư phụ đến, sư phụ đến, nhưng mà con nhìn qua nhưng thấy ngài đâu. Con xin cảm ơn sư phụ ạ. Okay. Dạ, con sung sướng khi nào cũng được sư phụ che chở, con cảm ơn. Yeah, it's alright. Không sao, không có chi, yeah. Cái đó là việc làm của sư phụ mà, hả? Okay. Hỏi cái telephone là tượng trưng thôi nha, đừng có hỏi cái điện thoại của tôi nha. Tượng trưng là cái sự câu câu thông, hiểu chưa? Cái sự contact á, cái sự cái mà giao tiếp bên trong á, ok. Ok. Được, còn ai nữa không? Anyone else? Ai người nào Người nữa nào chứ? nữa? Hey brother, Này you anh okay kia, bây now? giờ anh You ổn feel chưa? better? Cảm thấy tốt hơn Did you chưa? see something? Có thấy gì không? You okay? You Ổn feel chứ? better? Cảm thấy tốt hơn chưa? Con không chắc sư You are phụ, sure? anh không chắc. Con có thể nhìn thấy rõ, Am I clear? rõ, Yes. thỉnh thoảng ạ. À. Nhưng con không biết đó có phải là Before mặt trời không? you told Trước me đó anh something nói anh chỉ thấy definite, một and now màn you see đen và bây clear. giờ anh It's thấy already rõ, thế là improving, tiến bộ okay? rồi. Don't complain Đừng too than phiền much nhiều like the quá, monk như yesterday nhà sư after hôm qua sau 36 36 years. năm. Okay, Rồi, continue. tiếp tục. Alright. Được rồi. Cô kia Cô thấy được kia gì thấy được chưa? gì chưa? Hả? Không thấy gì Không hết. thấy gì hết. Cái trước mặt là Thấy gì? trước mặt là gì? Đen. Đen. Có gì mà nó cứ bay qua bay lại. Nhưng mà con không nhìn được, thành ra Unbelievable, vậy okay? được Để nó rồi, đi cứ để qua nó đi. bay đi. Okay. Như vậy là Như tạm vậy là được tạm rồi, được rồi không rồi, thấy gì hết. sao nói không thấy gì Mỗi hết. người mỗi khác, Mỗi thấy người mỗi chưa? Mỗi khác, người hiểu nghiệp chưa? chưa? Khác Mỗi nhau. người nghiệp Hả? chướng khác nhau. Con tập trung Con tập nhiều. trung nhiều lắm Rồi, cứ mà. để ý Rồi, nó cứ đi. để ý Chú nó nghĩ. đi. Đừng có Đừng có chờ đợi nghĩ, khi đừng có làm chờ đợi như muốn thấy mình cái là này muốn là thấy cái muốn thấy này, cái muốn kia, thấy cái không? kia. Được. Hiểu không? Mình càng chờ đợi Dạ, tức là cái mình đầu óc càng mình nó chờ làm đợi việc thì tức là cái nhiều, đầu óc nhiều mình đó, nó càng làm thì việc cái linh nhiều. hồn khó Thì cái linh hồn khó khó, khó hiểu chưa? khó thoát, hiểu Cứ chưa? ngồi tự Dạ, cảm ơn nhiên sư phụ ạ. À. nhớ Cứ nhớ ngồi Phật, tự nhớ nhiên, nhớ trời, nhớ Phật, sư nhớ phụ, trời, nhớ sư vậy đó, phụ vậy thương đó. muôn loài, Thương muôn ok. loài, hiểu không? Tự nhiên Dạ, rồi cảm nó ơn sư đến được phụ. gì hay đó, Tự ok nhiên rồi ha. nó đến, được cái gì hay cái đó vậy Rồi, ha. anyone else? Dạ. Được rồi, còn ai nữa? Question. Câu hỏi. Dạ. Ok. Yeah. Chuyện gì? Hello, Thưa sư phụ, Master. I'm a bit misunderstanding, có but chút hiểu what's lầm, your question? nhưng con có một I'm câu in States hỏi. Con thọ Tam for Ấn được 3 vài năm years. rồi, It's the first time và đây là lần that đầu I tiên has the possibility to con see được him. gặp sư So phụ. I'm very happy. Con rất là And me vui. too. Tôi cũng vui. Sometimes I have also Đôi some khi con thấy difficulties khó to khăn concentrate. khi tập trung. Come over, I know Sorry, my this lại voice. đây. Tôi biết anh cần gì rồi. Concentrate, Việc tập everybody has trung this one. thì Okay? người nào cũng Not có vấn only you. đề mà, không phải mình Just anh. remember. Cứ From nhớ here. là từ đây Yeah. nhìn ra. From here inside, huh? Từ đây, And look bên through trong, here. rồi nhìn qua chỗ này And forget everything và else. quên hết mọi chuyện khác. You guys have the Vấn đề problem của quý vị too là much ham sự tiếp wanting xức về nhục physical thể, contact. Too much ham bám clinging vào to sư the phụ bên outer ngoài. side of the master. Huh? That's Bởi why you have a vậy mới có problem. vấn đề. I'm Tôi ở everywhere. khắp mọi nơi, Okay? I'm not chứ đâu this phải body. là cái thân thể này. Alright, when you Khi come quý here, vị tới try to đây, look quý vị into phải my ráng eyes nhìn vào mắt tôi, whenever được you lúc come. nào hay lúc That's đó. where the blessing Đó comes là from. nơi lực Okay? gia trì tuôn ra. So Cho if nên you nếu không cannot tập trung được, concentrate well, you just thì để ngón tay ở chỗ put your này, finger dùng móng here with the tay, fingernail, make it a little ấn sharp xuống so hơi you mạnh một remember. chút cho mình nhớ. If it's Cho nó hurting, đau maybe một it's chút feeling thì better. còn tốt hơn nữa. So you Để mình remember nhớ tới that chỗ area. đó. Okay? Yeah, Cứ just do làm that. vậy đó. Anyone Còn else ai have có vấn đề problem? nữa? No. Thưa sư Yes. phụ, I feel con cảm thấy đau trên đầu. very I feel pain.
Đau, đau ạ. À. Vâng. Tại sao? Con không hiểu tại sao. Từ khi nào? Con nghĩ... Từ khi nào? Cách đây bao lâu? Xin Ngài giúp con. Nói tiếng Ba Lan đi, ta sẽ dịch. Ngay từ đầu, từ khi con thọ tâm ấn. Từ lúc cô ấy thọ tâm ấn. Từ đó rồi sao? Dạ, sư phụ. Bà cô không đi khám bác sĩ à? Không ạ. Làm sao cô chịu đau cho tới bây giờ? Cô mạnh mẽ thật. Bị đau thật hay chỉ hơi căng đầu? Con nghĩ là bị đau. Đau vậy thì đi bác sĩ, trời ơi. Nếu tôi bị nhức đầu, tôi đi bác sĩ. Ból to sprawa doktora, jeśli boli mnie głowa, idę do lekarza. Đau kiểu gì? Jaki rodzaj bólu? Cơn đau đó gợi cho con nỗi sợ. Wiedz, że ból, który mi się kojarzy ze strachem. Cơn đau khiến cô ấy cảm thấy liên tưởng tới sự sợ hãi. Với cái gì? Với sự sợ hãi à? Sợ hãi? Sợ hãi, đau như... Như hoảng sợ. Dạ, dạ. Tại sao? Tại sao cô sợ? Nói ta nghe. Con cũng không hiểu tại sao. Con cảm thấy cả đời con... Hoảng sợ. Dạ. Sợ gì? Ma, người, đàn ông. Hồi còn nhỏ, có ai quấy nhiễu cô à? Dạ phải. Cha mẹ của cô. Dạ. Và bây giờ cha mẹ của cô đâu? Cô sống một mình à? Dạ không, con sống chung với cha mẹ. Vẫn sống với cha mẹ sao? Dạ. Nếu cô sợ họ, thì dọn ra ngoài đi cưng. Được không? Con nghĩ con không sợ họ. Nhưng con không biết sao. Nói ta biết. Cô có thể nói bằng ngôn ngữ của cô rồi anh ấy thông dịch tốt hơn nhé. Con không biết con sợ gì. Con sợ mọi thứ xung quanh con. Ừ, nhưng hồi còn nhỏ có ai đánh cô ấy không? Hay lạm dụng? Cô ấy bằng cách nào đó, đôi khi... Điều đó đánh rất thô bạo, rất mạnh hay chỉ như vậy? Không ạ. Chỉ một chút ạ. Một chút. Nói với sư phụ rằng tôi từng tiếp xúc với những người tu tập một phương pháp khác. Rất mạnh hay chỉ một chút như đôi khi nói. Ồ, con hư hỏng. Tương tự như thế. Chỉ một chút. Rất ít chỉ một chút. Hả? Một chút, chỉ một chút. Một chút, vậy thì đâu phải là đánh. Chỉ như, ờ, con hư. Chỉ là đánh yêu. Không phải là đánh thật, phải không? Thế thì vấn đề là gì? Tại sao cô sợ? Cha mẹ có thương cô không? Dạ, con nghĩ có. Thương, vậy tại sao? Cô nói về điều gì? Con đã từng tu tập một phương pháp khác. Và con sợ những người đó. Trước đây con có tu một phương pháp khác. À ha, và con sợ những người này. Cô sợ những người này. Họ vẫn đến à? Dạ, thưa sư phụ, đến nhà cô sao? Không, không ạ. À. Bên trong? Dạ. Gần đây họ làm gì? Con không biết. Con đã cắt liên lạc với họ. À, và đe dọa cô ấy hả? Họ viết thư cho con và gây rắc rối cho con. Dạ, đôi khi họ viết thư cho cô ấy và gây rắc rối cho cô ấy. Viết thư hay điện thư? Viết thư ạ. Dạ, viết thư, thưa sư phụ. Thư tay, dạ đúng. Bỏ trong hộp thư hay gửi qua bưu điện? Không ạ, qua hộp thư của con. Họ biết cô sống ở đâu à? Dạ. Họ nói họ sẽ làm gì cô? Con không đọc những lá thư đó mà cha mẹ của con đọc. Và cha mẹ con sợ con theo một tà phái khác. Nhóm kia, dạ đúng, nhóm kia. Nhưng cha mẹ cô có sợ chúng ta không? Xin sư phụ nói lại.
Còn chúng ta thì sao? Họ có sợ không? Cha mẹ cô có cấm cầu tu không? Con không nói với họ về sư phụ, về sự thật là con tu pháp môn này. Ôi trời ơi! Nhưng con thấy họ đã thay đổi rất nhiều. Con thấy họ thay đổi nhiều. Thay đổi tốt hơn sao? Dạ, họ thay đổi tốt hơn rất nhiều. Và họ muốn điều tốt nhất cho con. Họ muốn con vui. Vì họ nói rằng con buồn. Họ muốn điều tốt nhất cho con và họ muốn con vui. Và họ nói rằng con luôn luôn buồn. Và họ lo lắng cho con vì con không cười. Dĩ nhiên rồi. Vậy cô, nếu cô tiếp tục sợ như vậy, họ sẽ lo lắng. Cô hãy can đảm lên. Hãy can đảm, hãy dũng cảm lên. Không có gì phải sợ. Cô có lực lượng sư phụ bảo vệ cô, hiểu không? Dạ, vậy nhé. Dạ, thưa sư phụ, tôi luôn luôn bảo vệ cô, ngay cả bằng tính mạng của tôi. Đó là lời hứa. Không có gì xảy ra với cô đâu. Không gì sẽ xảy ra. Con cảm tạ sư phụ ạ. Con thương sư phụ nhiều lắm ạ. Không có chi, đừng lo. Chúng ta mạnh hơn họ. Cảm ơn Ngài về mọi điều. Trước đây con có tu một phương pháp khác và con sợ những người này. Họ hơi đen tối và đáng sợ, nhưng chúng ta mạnh hơn. Cô có viết thư hồi âm cho họ không? Có trả lời không? Dạ không, không, không hề ạ. Không hồi âm, tốt. Con không muốn nghĩ về họ. Tôi biết, nhưng họ đe dọa gì? Họ nói họ muốn đánh cô hay giết cô hay là gì? Họ cố dọa con là con sẽ bị đọa địa ngục. Họ đe dọa con sẽ bị đọa địa ngục. Đến nhà cô ấy và làm gì đó à? Giết hay đánh cô ấy? Làm gì? Họ nói họ muốn làm gì? Cứ nói đi rồi cô cảm thấy khá hơn. Họ nói họ sẽ làm gì? Họ viết nhưng con không đọc bởi vì con không muốn biết họ muốn làm gì, nhưng chỉ... Nhưng con cảm thấy có sự hiện diện của họ. Ý là ở bên trong. Trong đầu con. Trong đầu con. Chỉ là căng thẳng tâm lý, thế thôi. Họ không có đó đâu. Cô làm cho họ mạnh mẽ. Bởi vì cô sợ. Dạ đúng. Nếu cô tin tôi, cô sẽ không sợ. Dạ sư phụ. Cô đã nghe rất nhiều phép lạ xảy ra với mọi người. Đừng nghĩ về họ, nghĩ về tôi. Dạ, được chứ. Dạ vâng thưa sư phụ. Mỗi lần cô sợ, cô cứ nghĩ về tôi rồi cô sẽ cảm thấy mạnh mẽ hơn. Được chứ? Được rồi. Dạ, không sao hết. Dạ. Chúng ta là bằng hữu. Hứa đó. Con cảm tạ sư phụ ạ. Tốt, còn câu hỏi nào không? Dạ không thưa sư phụ. Không, không còn. Sư phụ ơi, cảm ơn sư phụ rất nhiều. Đừng lo. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn Ngài vì mọi điều. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Không có chi cưng. Con thương Ngài. Tôi thương cô rất nhiều. Không có gì xảy ra với cô đâu. Không bao giờ, không bao giờ. Cô đã nghe sư tỷ kia nói. Cô ấy thậm chí cảm thấy sự bảo vệ. Ngay cả trong phòng thiền này. Cho nên sao tôi lại không đặt bảo vệ xung quanh cô được? Dạ. Niệm năm hồng danh và phước lành tôi dạy quý vị. Luôn luôn. Không ai có thể đụng vào cô đâu. Dạ. Không ai đến gần được đâu. Loại người đó. Mówiła, że czuje ochronę nawet w sali medytacyjnej, więc nie bój się, nikt nie może, nie może cię nawet dotknąć, nikt nie może ci nic zrobić. Quý vị chăm sóc cô ấy một chút nhé. Dạ, đưa cô ấy ra ngoài, uống nước ép. Weźcie ją ze sobą. Ăn bánh pizza thuần chay, mì ống thuần chay. Na vegetarianską pizzę. Vegan pasta. Na vegetarianskie spaghetti. Cô thích ăn món gì nhất? Makaron. Jakie twoje ulubione jedzenie? Con không biết ạ. Cô thích ăn món gì nhất?
Món ăn thích nhất của con à? Con không biết, có lẽ là mì ống. Con không biết thưa sư phụ. Không biết. Cô thấy thức ăn ở đây ngon không? Con vừa mới đến. Nơi cô sống có gần đồng tu không? Không, con mới đến ạ. À. Tôi biết. Cô có sống gần đồng tu nào không? Không, không, không ạ. Không. Rất xa từ... Rất xa. Thỉnh thoảng dành thời gian đưa nhau đi chơi. Được không quý vị? Đưa cô ấy đi chơi. Đừng để cô ấy cảm thấy đơn độc. Có bao nhiêu người ở gần đó? Ý nói gần nhất có thể. Bao nhiêu người trong cùng quốc gia? Giơ tay lên. Quý vị hả? Cùng quốc gia hay là ít nhất cùng một quốc gia? Được, ai ở gần cô ấy vui lòng ghé thăm. Và cô cũng đến thăm họ. Được rồi, quay về chỗ ngồi của cô. Hay là cô muốn lên đây ngồi? Được, đến đây. Đến ngồi gần ghế của tôi. Cô thiền thêm một chút. Và rồi cô sẽ không sợ nữa. Cô hơi thấp nên mới như vậy. Đi ngồi cạnh người Hoa, hoặc đối diện hay bên cạnh đây. Cô muốn ngồi đâu cũng được, cứ ngồi xuống. Ừ, được. Thiền đi, nhé. Người kế. Thưa sư phụ, con vừa từ Ba Lan tới. Chào mừng. Con gặp sư phụ, con rất cảm động. Ừ, mới tới hả? Dạ. Ở Ba Lan đời sống sao? Ở Ba Lan tốt không? Đời sống sao? Tốt. Dạ, thưa sư phụ, mọi sự đều yên ổn, tốt đẹp. Nhưng mà con cầu xin sư phụ là con cầu xin sư phụ là quán âm thanh thiên đàng nội tại rất tốt, ánh sáng thiên đàng nội tại của con rất ít. Và con mong sư phụ gia trì cho con, để cho con được mở mắt trí huệ, cho con được tập trung thiền định được tốt hơn. Thiền định được tốt hơn. Muôn vàng cảm tạ sư phụ. Được, ngồi đi, ngồi thiền. Bây giờ anh ổn chưa? Thấy khá anh chưa? Xin lỗi, tôi đã đánh thức. Anh ổn ha? Con thấy màu sắc đẹp, vậy sao? Màu sắc đẹp. Chúc mừng nha, tiếp tục, tiếp tục. Con xin kính chào sư phụ ạ. Con vừa mới ở Ba Lan sang cách đây một tiếng đồng hồ. Sao giờ này mới tới vậy? Dạ, con hết Hà Nội chịu rồi, không kịp đổi. Sáng hôm qua con mới đổi được ạ. Về làm bây giờ kịp ạ. Đổi được cái gì? Dạ, đổi hộ chiếu ạ. Hộ chiếu của con ngắn hạn quá, con không làm được passport ạ. Hộ chiếu á hả? Dạ. Ok. Thì, hai người cũng vậy hết á. Vâng. À, con cầu xin sư phụ giá trị lực lượng nữa, con. Nữa, nữa. Ngồi thiền đi. Một lát có bây giờ. Ok. Cảm ơn sư phụ. Có mấy nhảy tới rồi cái đồi. Bao nhiêu người ta ngồi thiền nó biết bao nhiêu lực lượng nhảy tới cái đồi, cái toàn cái bên ngoài không tốt đâu. Ngồi thiền đi. Người kế. Next one. Không có ai hả? Đây. Bên đó. Con cũng không thấy ánh sáng thiên đàng nội tại. Cô không thấy ánh sáng thiên đàng nội tại. Khi con thiền, tại sao không? Có rất nhiều ánh sáng ở đây mà. Con thọ tâm ấn 3 tuần trước. Mới 3 tuần trước thôi. Lúc tâm ấn, cô có thấy ánh sáng thiên đàng nội tại không? Dạ không. Sao cô không nói cho sứ giả Quán Âm biết? Dạ, sứ giả đã hỏi thể nghiệm của mọi người. Và sứ giả nói không thể nào không nhìn thấy gì. Vậy cô thấy nó như thế nào? Giống màu trắng hay như ánh sáng ban ngày? Hay có gì ở phía trước? Như khi mình nhắm mắt và thấy ánh nắng qua đôi mắt, nên con nghĩ chỉ là vậy. Đó là điều cô thấy khi nhắm mắt lại. Ôi chao, tôi lấy làm tiếc cô không nhìn thấy gì hết. Nếu trong phòng tối con không thấy ánh sáng thì nào nội tại nào, tội thay. Thế có sao không ạ? À? Không sao. Dạ, cảm ơn sư phụ. Nếu cô thích thiền trong phòng sáng hơn, nếu điều đó giúp cô lúc đầu thì cứ ngồi trong phòng sáng hoặc với đèn sáng. Nó có thể giúp cô tập trung hơn vào ánh sáng thiên đàng nội tại. Trong bóng tối, có thể cô tìm ở đâu? Ánh sáng thiên đàng nội tại ở đâu vậy? Tôi không thấy ánh sáng thiên đàng nội tại ở đâu cả. Và rồi cô bị phân tâm.
Hoặc có lẽ cô sợ bóng tối một chút, một số người như thế nên họ không thể tập trung tốt. Nếu trong trường hợp đó, cô chỉ cần để một chút ánh sáng, hoặc ngồi trong phòng sáng. Bây giờ cô có thể thiền đi xem có nhìn thấy gì không? Nói đi. Kính chào sư phụ, con có câu hỏi. Một năm trước, khi con tu pháp phương tiện, có lần con... Tôi đang nghe. Có lần gì? Ánh sáng thiên đàng nội tại bỗng nhiên xuất hiện. Con khá sửng sốt bởi vì con chưa bao giờ... Ánh sáng thiên đàng nội tại rất sáng hả? Ánh sáng tỏa sáng khắp nơi, nó bỗng nhiên xuất hiện. Con sửng sốt và rồi nó biến mất mãi đến nay. Không bao giờ ánh sáng xuất hiện lại. Sao thấy ánh sáng thiên đàng nội tại mà lại sửng sốt? Không ai nói với cô rằng khi thiền sẽ thấy ánh sáng thiên đàng nội tại sao? Con không biết tại sao bỗng nhiên sáng khắp nơi, con tưởng đó là một thể nghiệm tốt. Nó không bao giờ xuất hiện nữa, ngay cả lúc thọ tâm ấn. Con không thấy ánh sáng thiên đàng nội tại ngay cả lúc thọ tâm ấn. Dạ, cảm ơn sư phụ. Người kế. Còn người nào gây rắc rối nữa? Được rồi, đi ăn chứ. Đi ăn. Thức ăn. À, thức ăn, xin mời. Quý cô, quý bà, tất cả. Chúng ta cùng ăn trưa. Nếu quý vị muốn ngồi đây cũng được, sẽ có thêm thời giờ để tìm thể nghiệm. Quý vị không thiền gì cả, cứ ngồi đây nhìn quanh quẩn. Sư phụ đến rồi. Loại người gì mà kỳ vậy? Tới đây bế quan mà không thiền, cứ ngồi đó đợi kể chuyện ru ngủ. Đợi bánh kẹo thuần chay. Như con nít vậy. Bởi vậy tôi mới không cho trẻ em đến đây. Vì các em sẽ hoang mang, không biết ai là trẻ em. Quý vị ăn hết bánh kẹo thuần chay. Rồi trẻ em không có gì hết. Tới lúc về nhà, các em nói, mẹ ơi, khi mẹ ngồi trước mặt sư phụ, con thấy mẹ giống con quá. Vậy ai là mẹ? Quý vị ổn chứ? Dạ ổn. Nóng quá hả? Dạ. À, hôm nay là ngày cuối rồi mình về nhà. Về nhà thì tốt hơn. Lần tới. Hay quý vị có muốn đi áo không? Hay không muốn? Khó khăn cho quý vị hả? Tôi có một nơi tại Áo, nếu muốn đến đó quý vị cứ đi. Lái xe đến Áo và dừng lại ở đó. Ồ, hay đó ạ. Ồ, hay đó. Trời ơi. Nghe đây, nhưng không có ai đó. Chỉ một, hai người và thợ sửa chữa mái nhà. Và gắn máy sưởi hoặc những thứ như vậy. Và lát sàn mới, thảm mới. À, tôi không biết làm sao dẫn quý vị đến đó bởi vì tôi cũng không nhớ. Chính tôi cũng không có địa chỉ ở đây. Tôi chỉ biết nó gần ở Wanthasi. Wanthasi biết không? Chỗ đó nổi tiếng. Wanthasi như hồ nước. Chỗ đó nổi tiếng. Nó từng được dựng thành phim. Nhưng chỗ của mình không ở Wanthasi. Bởi vì ở Wanthasi không có nhiều chỗ bán. Tôi chỉ có một khách sạn nhỏ đó. Tôi không biết liệu quý vị có chen vào được hết không. Sợ quá, chưa tổ chức gì hết. Chưa có gì, chưa có ai đó. Chúng tôi đang sửa chữa. Tôi nói mãi đến thứ ba cơ, phải không? Nên tôi không nợ quý vị gì hết. Phải không? Dạ không. Vậy thì tại sao quý vị muốn ở lại đến Chủ nhật? Quá nhiều rồi, quá nóng mà quý vị vẫn thích. Quý vị có sao không vậy? Hãy đi biển hoặc làm gì đó. Chúng con hy vọng ngài đổi ý. Quý vị hy vọng tôi đổi ý. Tôi cũng muốn, nhưng... Cũng thật sự muốn. Tôi không ngại. Chỉ là tôi không biết làm sao để làm việc ở đây. Chúng tôi không có máy in. Tôi có rất nhiều việc đang chờ ở nhà. Dĩ nhiên có thể gửi đến đây. Nhưng có an toàn cho tôi, cho chúng ta ngồi ở đây lâu vậy không? Vì mình nói chỉ là vài ngày rồi mình sẽ đi.
Chúng tôi đã nói với cảnh sát như vậy. À, chúng tôi không nói khi nào, nhưng vài ngày không có nghĩa thứ bảy tuần sau. Hoặc chủ nhật tuần sau, phải không? Sao? Tại sao quý vị muốn ở lại đây? Quý vị hy vọng tôi đổi ý. Rồi, rồi. Cảm ơn tình thương của quý vị nhiều. Nhưng ở lại lâu hơn thì được cái gì? Tôi làm được gì cho quý vị đây? Ở lại với chúng con ạ. Tôi không nghe gì cả. Cái gì? Muốn ở bên ngài, chỉ để thấy ngài, chỉ để thấy tôi thôi sao? Xem truyền hình đó. Quý vị có thể về nhà xem đài truyền hình vô tận sư đó. Ở Rota có xem được không? Dạ được, được sao? Chúng con dịch sang ngôn ngữ của chúng con. Nhưng không phải ngôn ngữ của quý vị. Dạ, chúng con dịch sang ngôn ngữ của chúng con. Ồ, quý vị phiên dịch. Chúng con cũng dịch sang ngôn ngữ của chúng con. Bằng cách nào? Chúng con thu thập người với nhau. Không ạ, chúng con thu thập chương trình và làm thành DVD. Sao ra cho mọi người, ví dụ như bản tin cho 3 hoặc 4 ngày. Và ngoài ra, có băng video VHS, họ cũng đã xem. Ồ, hay quá, là chuyến Hoàng Pháp châu Âu năm 1999. Ồ, dạ, được, tốt, tuyệt vời. Tôi hy vọng trong tương lai, mỗi quốc gia sẽ có truyền hình vô thượng sư với ngôn ngữ của họ. Nếu không, chúng ta có thể lập chương trình trong máy. Để ở nhà, quý vị cũng có thể chọn ngôn ngữ của nước mình. Nhưng muốn vậy, thì mình phải dịch sang ngôn ngữ đó trước. Rồi mới bỏ vào trong cái máy ở tổng hành dinh hoặc chỗ đài truyền hình. Rồi ở nhà quý vị có thể chọn. Ví dụ như nếu mình có tiếng Ba Lan, lập chương trình vào máy đó, thì ở nhà nếu quý vị có máy đó, quý vị có thể nhấn chọn tiếng Ba Lan, thì tất cả sẽ có phụ đề tiếng Ba Lan. Bây giờ thì lúc có, lúc không. Như tiếng Nga, tiếng Ý, không đủ người phiên dịch giỏi. Cho nên nếu quý vị có tài thì đóng góp vào việc đó, dịch lẹ rồi đưa vào chương trình. Rồi trong tương lai, mình sẽ ngày càng có nhiều ngôn ngữ khác, rất nhiều ngôn ngữ, muốn tiếng nào cũng có. Nhưng phải phiên dịch trước, rồi mới cho vào chương trình. Rồi ở nhà quý vị chỉ cần chọn ngôn ngữ nào mình muốn. Ôi, sao tôi lại đau dạ dày? Có ai đau dạ dày không? Dạ không. Không hả? No. Tại sao? Chắc là căng thẳng, đau quá. Còn có hỏi nào không? Rồi mình thiền. Vâng, thưa ông, Đại tá Rocha. Con chỉ muốn nói là hiện có một chương trình phụ đề DVD. Mình có thể để ngôn ngữ của mình vô, rồi thu thập trên bản tin. Bây giờ có thể làm được. Vậy hả? Dạ. Liên lạc viên của chúng con làm vậy. Ồ, dạ. Chúng ta làm thế nào? Ý bác là chúng con dịch trong máy vi tính. Ừ, và rồi quý vị gửi đến đó cho họ sao? Dạ, chúng con gửi chương trình truyền hình chung với phụ đề của chúng con. Bây giờ nó là... Ừ, đó là quý vị làm riêng rẽ, từng tiếng khác nhau, nhưng không như chúng ta lập trình trong toàn bộ chương trình. Bác làm được gì thì giải thích cho họ biết. Dạ, dạ, giải thích cho họ được không? Dạ, được. Nếu giúp được thì giúp nha. Nói họ làm thế nào nha. Dạ, dạ. Và rồi họ cũng sẽ báo cáo cho tôi sao. Ví dụ bản tin sẽ hoãn 2 hoặc 3 ngày, không phải hôm nay. Nhưng có thể làm được. Ồ, tôi không rõ. Bác viết hết ra cho tôi được không? Dạ, hôm nay và bây giờ ở đây. Bác giải thích rõ hơn được không? Dạ được, và chi tiết nhé. Dạ. Bác làm như thế nào và họ làm ở đó thế nào vậy nhé. Dạ, cảm ơn nhiều lắm. Còn ai có ý tưởng gì hay nữa không? Tôi mừng là quý vị làm việc với nhau. Bây giờ nhiều người làm việc với nhau vì chương trình truyền hình vô thượng sư. Có người bỏ tu, bây giờ cũng trở lại vì chương trình truyền hình vô thượng sư. Người nào cũng phấn khởi về chương trình này, truyền hình thật. Khi lần đầu tiên bật lên, ta nói, ha, nó có thật. Thế sư phụ, hả?
Ngài có cần nghỉ ngơi không ạ? À? Tôi nghĩ. À không sao đâu, nó tự đau rồi, tự hết. Lo gì chứ? Hay là sư phụ dùng thuốc dạ dày? Có lẽ căng thẳng thôi, cưng. Có lẽ vậy. Vì tôi đâu có ăn gì bậy bạ. Chỉ ăn mấy đồ quý vị ăn. Họ bọc lại rất sạch sẽ và vệ sinh. Tôi không thấy có vấn đề gì. Tôi chỉ căng thẳng thôi. Vừa gặp mấy người mới là tôi đau dạ dày liền. Có những người từ trường của họ sao đó, ngay cả trong nhà tôi, đôi khi cả thị giả nữa, đã ở với tôi một thời gian rồi. Tuy vậy, nếu họ có tư tưởng gì đó không tốt trong đầu, hoặc là cảm giác bi quan hay bực bội gì đó, nếu họ đi ngang qua tôi, hoặc là họ vừa mới tới khi tôi đang ngồi đó, họ đi ngang qua cửa là tôi lập tức cảm thấy, giống như là bị cháy, cây đuốc đang cháy, đụng vào da mình. Tôi vô cùng mẫn cảm. Giờ còn tệ hơn nữa, ngày càng mẫn cảm hơn. Nhưng mấy thứ này đến rồi đi, bởi vì tôi biết nó rồi. Uống thuốc thì cũng có thể hết, cũng có thể không. Nếu để mặc kệ thì nó bị một lúc rồi cũng hết thôi. Nếu đau quá không chịu nổi thì tôi đi uống thuốc. Nhưng nếu chịu được thì tôi mặc kệ luôn. Uống thuốc nhiều quá cũng không tốt cho cơ thể. Nếu nó đau rồi tự hết thì không cần nói làm chi. Nhưng nhiều khi làm tao khó chịu. Còn ý kiến hay câu hỏi nào nữa không? Rồi, cô kia. Thưa sư phụ, con chỉ xin thông báo cho sư phụ biết là chúng con biết một gia đình ở Monaco xem đài truyền hình vô thần sư. Và họ rất thích, thích lắm. Ồ, vậy hả? Dạ, tuyệt vời. Sẽ có thêm nhiều người xem nữa. Phải, nhưng họ có hiểu không? Ồ, họ hiểu tiếng Pháp. Dĩ nhiên rồi. Nhưng bây giờ chúng ta không có đủ người phiên dịch giỏi, cho nên đôi khi có tiếng Nga, đôi khi có tiếng Ý, đôi khi tiếng Tây Ban Nha. Thôi không sao, sẽ ngày một khá hơn. Tiếng Anh nhiều người hiểu, ngay cả người Russia cũng hiểu, như vậy cũng là tốt lắm rồi. Và nhiều người nói tiếng Đức, nhiều người nói tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha khắp Âu Châu, cho nên mình bắt cá này trước đã. Tiếng Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha rất phổ biến. Rồi sao? Tiện thể thời tiết như thế này quý vị thiền được không? Được hay không? Dạ được. Được à? Chà, cảm động quá. Suốt đêm quý vị ngồi ở đây hay đi ngủ trong lều? Ngồi đây ạ. Vậy quý vị mang lều theo như vậy để làm gì? Để hành lý ạ. Hành lý? Dạ. Hành lý mà cần lều lớn vậy à? Ồ, nhìn cái lều kia kìa, giống như một dinh thự thời đại hoàng kim. Dinh thự hoàng kim kia kìa. Miễn quý vị vui là được. Tôi không cần biết quý vị làm gì. Nhưng nóng quá sao thiền hả? Nóng quá. Dạ, quý vị có cần nước đá không? Cần. Dạ không, dạ cần. Mình không có. Cần cà rem hay gì không? Mình không có. Thôi mình ráng thiền nha. Trời ơi, nếu mình sống gần biển hay gần sông thì hay biết mấy. Dạ, rồi khi có thời tiết như thế thì mình không thiền, chỉ đi ngâm mình trong nước. Dạ, đi ngâm mình trong nước. Rồi trở lại ngồi thiền cũng mát. Quý vị muốn đi tắm nước lạnh không? Mình không có phòng tắm. Có nhiều thứ mà mình có thể có. Nói quý vị hay. Biết đâu được. Biết đâu tương lai mình có. Cần thời gian. Bây giờ chương trình truyền hình của chúng ta tốt lắm rồi. Dạ, đúng, rất tuyệt. Sau này có thể mình sẽ phát triển thêm cho nhiều kênh khác nhau, nhiều vệ tinh khác nhau. Hiện giờ chúng ta cũng muốn vậy, nhưng họ nói làm từ từ thôi. Nghĩa là mới bắt đầu làm từ từ thôi, một cái hoàn hảo. Rồi sau này mở thêm ra, cũng nhiều lắm rồi. Tối thiểu hàng trăm, hàng ngàn người coi mỗi ngày.
rồi tăng thêm nhiều người nữa, nhiều khán giả nữa. Xem này, biết không? Đài này hay lắm nè, anh về nhà xem đi, hay là lại đây xem với tôi. Họ làm vậy đó, rồi thêm một gia đình nữa, rồi một gia đình nữa, rồi luôn luôn như vậy. Một người xem, nghĩa là tương lai sẽ có 10 người nữa. Họ truyền tin cho nhau. Ồ, nóng quá. Dù nói chuyện cũng chẳng làm quý vị mát hơn tí nào, phải không? Tôi thấy thương cho quý vị quá. Đừng nghĩ rằng tôi không thông cảm. Một mặt tôi thấy rất thương cho quý vị. Mặt khác, tôi thấy rất hãnh diện về quý vị. Bởi vì trong tình trạng như vậy mà quý vị vẫn muốn tới đây ngồi rồi ăn. Tiện thể, đồ ăn ngon không? Dạ, rất ngon. Tôi rất vui. Thức ăn không đến nỗi nào. Ngon lắm ạ. Ngon lắm hả? Dạ. Có vỗ tay cho đầu bếp. Đầu bếp có đây không? Ban nhà bếp có đây không? Dạ có. À, quý vị nghe thấy rồi. Có ai đòi nhà bếp ở đây không? Có một người hả? Họ đâu rồi? Họ ngồi ngoài kia hả? Dạ không, họ đang nấu ăn. Ồ, nấu ăn giờ này, chuẩn bị ạ. À. Vậy họ không bao giờ có dịp vào đây, thỉnh thoảng ạ. À. Trời ơi, ban nhà bếp đáng thương. Được rồi, những người đó ngày nào cũng nấu à? Dạ không, chúng con thay phiên nhau. Thay phiên hả? Vậy tốt. Thay phiên, nhưng nhóm nào nấu ngon thì mình cứ giữ nhóm đó. Có thể như vậy tốt hơn. Đồ ăn hôm nay ra sao, sư phụ? Đối với tôi hả? Tôi ăn nhưng mà bận nghĩ đủ thứ chuyện khác. Tôi không biết mình ăn gì nữa. Quên rồi, tôi quên rồi. Nhiều khi điện thoại reng này nọ, tôi quên không biết mùi vị thế nào. Chắc không đến nỗi nào hả? Ngon ạ, à, cho nên mình giữ nhóm này. Nhóm này nấu ngon hả? Tôi không biết, tôi không thể bảo đảm. Đã nói là tôi không nhớ mùi vị thế nào. Dù gì nếu họ nghĩ ngon thì chắc là ngon. Hôm nay ngon hả? Dạ. Nhóm nào nấu ngon hơn? Ngày hôm trước hay là ngày hôm sau? Hôm nay ạ. Hôm nay ngon hả? Chà, được. Tội nghiệp cho nhóm này rồi. Tài năng của vị gây rắc rối. Cho quý vị, mình để họ nấu nhưng phải hỏi coi họ có sẵn lòng không. Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối. Ngày cuối cho hầu hết mọi người. Người nào về trước thì cứ về để dành kỳ sau. Nhưng quý vị không thể... Quý vị xin nghỉ nhiều ngày, phải không? Ai xin nghỉ nhiều ngày đâu. Tôi nói mãi đến thứ ba. Nhưng cảm ơn tình thương của quý vị. Quý vị cứ muốn tôi ở đây hoài. Cũng không sao. Tôi không màng chuyện đó. Có điều... Không biết làm thế nào là tốt nhất. Nếu tôi ở đây, quý vị sẽ tiếp tục ở đây. Còn ông chủ, công việc làm, chồng, vợ, người yêu, con cái, chó mèo thì sao? Làm sao đây? Mang họ đến đây hết hả? Dạ. Chó của tôi cũng vậy, làm sao đây? Quý vị thường hay làm cho tôi, đôi khi cũng phải lưỡng lự. Không phải là tôi muốn đi. Quý vị cũng kéo tôi đến đây. Trong tâm tôi cũng cảm thấy vậy. Không có gì thật sự là tốt cả. Tôi đi cũng không đành, mà ở lại cũng không xong. Rồi, chúng ta thiền một lát và xem câu trả lời nào đến. Xem sư phụ bên trong nói gì. Giờ nói tôi nghe nhé. Quý vị có sư phụ bên trong, tôi không chắc. Tôi không có bởi vì quý vị lấy hết rồi. Thưa sư phụ, gì vậy? Anh ấy đến từ Madrid. Và xin hỏi sư phụ một câu. Được, nói đi. Anh ấy đã tu với sư phụ 3 năm rưỡi. Và anh ấy không thể thấy ánh sáng thiên đàng nội tại, không thấy được. Âm thanh thiên đàng nội tại cũng không. Không thể thấy được. Anh có làm đúng cách không? Anh ấy thiền với chúng con. Khi nhắm mắt lại, anh nhìn thấy gì? Thấy màu gì? Tình trạng trước mặt anh là gì? Không có gì. Anh ấy nói không có gì ạ. Màu đen hả? Hay là rõ như ánh sáng ban ngày? Hay là thấy mặt trời? Hay chỉ màu đen chuyển động? Hay màu trắng chuyển động? Phía trước là gì? Khi con thư giãn, con không thấy gì hết. Tôi tin chắc anh có thấy. Dạ, không thể thấy, không có gì cả. Tôi nghĩ anh ấy không hiểu. Thôi, được rồi, bây giờ anh nhắm mắt lại và thiền. Thiền bây giờ.
và làm quán âm, âm thanh thiên đàng nội tại để tôi xem anh có thiện có đúng không? Bảo anh ấy làm quán âm để xem anh ấy làm có đúng không? Được rồi, thiền đi. Nhắm mắt lại. Thưa sư phụ, trong lúc cộng tu con thắc mắc, không biết con đang thiền hay đang mơ? Bởi vì khi con thiền, cảm thấy như giấc mơ hả? Con nghe người ta nói chuyện, và cũng có chuyện này kia xảy ra, nên con cảm thấy như con đang mơ. Một số người nói chuyện à, chuyện này chuyện kia xảy ra, con đã biết trước à? Dạ không. Không sao, nếu không có hại, thì cứ tiếp tục ngồi, niệm năm hồng danh nhé. Nếu có điều gì xấu, năm hồng danh sẽ khiến chúng rời đi. Nếu là những điều tốt thì chúng sẽ ở lại. Ý là con cảm thấy như con đang mơ, ít nhiều như thế. Có sao không ạ? Thì đời cũng là giấc mơ mà. Thường là như thế trong lúc con thiền. Có sao không ạ? Hả? Lúc thiền con thường cảm thấy như vậy. Không sao, một số người như vậy đó. Dạ. Có lẽ cô không thể nhận ra đó là mơ hay thật. Không sao, cứ tiếp tục thiền. Thưa sư phụ, lúc chúng con thiền và mắt không thể nhắm lại, có phải vì linh hồn đã rời khỏi thân thể chúng con lúc đó? Phải. Dạ, cảm ơn sư phụ. Cho dù muốn nhắm lại cũng không nhắm được. Hộ pháp, làm ơn đứng trong bóng mát nhé. Trời nóng. Vì có gió nên quý vị không biết là mặt trời nóng như thế nào. Quý vị đứng trong chỗ mát nha. Tất cả quý vị. Rồi nhìn ra ngoài hay nhìn vô trong tùy nhiệm vụ của mình. Nhưng ở trong bóng mát, càng nhiều bóng mát càng tốt. Bây giờ về hả? Dạ. Rồi chào kinh. Lấy kẹo thuần chai không? Người nào về thì ra đằng sau lấy kẹo thuần chai nha. Tôi đã gia trì hết rồi. Tất cả đều dành cho quý vị. À, thay phiên nhau. Khi quý vị ra ngoài, đừng ở ngoài nắng lâu quá, vì gió làm quý vị cảm thấy không nóng lắm, nhưng nắng ở Tây Ban Nha khủng khiếp lắm. Tôi bị rám nắng vài đường ở đây rồi. Quanh cổ có một đường. Ai về thì tạm biệt nha, thượng lộ bình an. Thương quý vị. Chúng con thương sư phụ. Cũng thương quý vị, cần bao nhiêu thì lấy từng nấy, chia sẻ với người ở nhà. Chào. Quý vị ở đó ổn chứ? Về nhà chia nhau. Sao? Còn nhiều nữa cho trung tâm để bên ngoài trong cái thùng lớn đó. Được. Ngài đã gia trì rồi tại phòng tiếp tân. Tôi gia trì rồi sao? Dạ, chúng con đã mang đến đó. Tốt, tốt. Này, chào nhé. Tưởng đâu cô ở lại làm tóc cho tôi chứ. Cô người Hungary đó. Bao nhiêu người nữa sẽ về hôm nay? Chiều nay, tối nay. Vẫn còn nhiều người ở lại. Ôi chào. Vẫn còn nhiều người ha. Ngày mai phải không? Ờ. Hết rồi hả? Thiền nhé quý vị.